nhưng mà cái quá trình hoạt động đó phải có một cái sức ảnh hưởng, tức đảng, nhân dân và nhà nước chúng tôi tuyên bố Việt Nam sẽ là bạn của tất cả các nước trên thế giới. Chủ tịch tỉnh, mày có muốn làm không? Không có sợ, mày biết đó mà từ xưa đó có nước vượt sức mà. Chúng ta thấy rồi, mày thì mình tạo cả là người mong cái tình. Đến chúng ta thấy ai thì đâu là ở cô gái. Cái cuộc nhà lãnh đạo kỳ đại của chúng ta, nhà lãnh đạo đầu tiên là để đi cùng lớp cho con hay và nhỏ hơn nó thành công quá ta đã tạm ơn vì đức độ là ta đã sinh và như vậy đó là ngay trong đó một cái không còn cái bao nhiêu anh và gì đó là hủy hết. Không cảm ơn cái sự thảm bại của đảng bởi vì chúng ta khi nó qua thế nó hay lắm. Trưa này về báo cáo vợ cứ làm à, anh không có báo cáo hoàn thành nhiệm vụ của anh cái chuyện tình bắt tay trung ương là đẹp 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 đó thì chính trị nếu chỉ nước chịu nước mình hào xin nước chịu nước hào thế ba bộ nghe nói chuyện với bí thư đối diện với chủ tịch rồi có phải trầm tư suy nghĩ như bây giờ khuôn mặt cái phòng nào tư không từ và đắk lắc một về đồng nai còn được không mười hơn tuổi bây giờ bỏ cái áo màu trắng mặt chúng ta này có một cái quan trọng nhất là chúng ta được yên tâm để cho cái tổ chức cho ta nó giàu và nhân viên của chúng ta ví dụ như miệng thượng tọa ông nói bây giờ chùa bây giờ cũng có trộn cái lần này hết cho tôi lên cho tôi về và đây xuống mà là anh phải nghĩ đến cái nồi cơm của gia đình họ từ đây nghĩ trước năm 1975 và trước năm 1970 và nó thành công nó là bước ra quyết định đúng và hiệu quả theo cái hiệu quả. Năm xưa là mẹ đã quay gọi đến giường xanh và ngủ đến người khác để làm gì để chỉ huy để chỉ để hướng dẫn và thứ hai là nhà lãnh đạo phải có cái gì các bạn phải có sức khỏe chứ cái nhà sinh hoạt đó chúng ta phải người mà vợ đầu tiên là mẹ mình người vợ đầu tiên thì một cái người nhìn xa trông rộng ta đến đây mặc nhìn bộ mặt này là hồn hồn đảm bảo khi mà đạt được cái gì của nó không đủ sức để mà chơi một cuộc chiến lâu dài của nó chiến lược lâu dài của nó mình đã tin vậy nhất tức là có trình độ qua đây chơi nữa. Đi chơi mà nó còn hỏi là anh phải có năng lượng tin vậy.